Thôi chị vô đi. Dạ dạ Tôi xuống bếp nha. Dạ. Bây chưa, mẹ muốn người trong cuộc nói chuyện. Anh Thơ, chuyện ra răng, nói đi. Mà tới hỏi mí kìa, mí nói đi. Con với anh Kinh Lâm chia tay nhau lâu rồi, con qua chơi với cô ba mà thôi. Con không ngờ anh Kinh Lâm sau khi chia tay với con Tơ lại trở thành một người hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Em nhìn anh như vậy nè. Bây giờ mới muốn làm rắn, con muốn bồi thường chứ hăng. Mặc dù con quyết định không trở lại với anh Kinh Long nữa, nhưng mà chuyện xảy ra như vậy, con còn lấy ai được nữa? Trời ơi, Kinh Long sao mày ác rồi mày? Mà ơi, tội nghiệp con gái người ta chưa, chuyện xảy ra như rửa. Thôi bây giờ cưới đi, cưới con đi đi. Dạ, cô ba tính vậy cũng được. Mà nói gì đi. Mà mà nói gì đi mà. Sao mà ngồi im nữa? Thôi được rồi, thôi để nghe Kinh Long phát biểu đi. Kinh Long nói đi. Đêm qua con ngủ cả đêm, có biết gì đâu mà nói hả nội? Anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy hả? Anh nói chuyện vô trách nhiệm như mình nói được hả? Chị Anh Thơ. Anh Long, tôi nghĩ là chị dừng lại ở đây được rồi đó. Đừng để câu chuyện đi quá xa, và nếu được làm rõ ra đó, người mất mặt là chị đó. Tránh ra. Chuyện của tôi tự giải quyết, không cần làm rõ chuyện gì hết. Tại sao không cần làm rõ chứ? Nếu thực sự là đêm qua anh Kinh Long có làm gì chị, càng phải làm rõ. Hay là chị sợ? Chị sợ là không có chuyện gì xảy ra. Mấy việc chi mà mấy nội. Mà ơi, cái thằng Tế hành hạ con đi suốt cả đêm luôn ý. Sẵn ra hắn bà con Thơ hầu hạ bắt xa cho nó đó mà. Trời ơi trời, làm gì có chuyện đó nữa hả trời? Massage hả? Có đúng như vậy không chị? Ờ, đúng vậy đó thì sao? Nếu mà chị đã từng đấm lưng massage cho anh Kinh Long, chị có thấy là ở trên người của anh có gì đặc biệt không? Thì có gì đâu, trên người anh Kinh Long cũng bình thường như bao người đàn ông khác thôi. Vậy để tôi nói cho chị biết, ở trên lưng của anh Kinh Long có 3 nốt ruồi mọc thành hình tam giác. Ủa chị không thấy hả? Đừng có dựng chuyện, ai làm chứng cho cô? Tôi làm chứng. Anh đã thuộc về Tơ lâu rồi, cho nên anh chỉ có chịu trách nhiệm với Tơ mà thôi. Em nên tìm đối tượng phù hợp để xây dựng hạnh phúc của riêng em đi. Đừng có phí thời gian với anh nữa. Cái thằng Tế. Con đi, con đi, con đi. Trời ơi, mà con đi hẳn hèn quá mà ơi. Chưa chứ hẳn bỏ chạy rồi. Mà ơi. Không được, buông ra, buông ra. Sao đánh con? Trời ơi, tôi lỗi. Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, con Tờ chính là con ruột của em với anh. Không thể nào. Có thật không? Dạ. Giấy xét nghiệm ở đây nè. Giấy xét nghiệm đây nè.
Con à, tất cả là do lỗi của má. Con đừng trách ba con, vì ba con không hề biết con có mặt ở trên đời. Vậy ra con là đứa con được sinh ra trong hoàn cảnh ba không được ai mong muốn. Không phải như vậy đâu con. Con sinh ra trong sự chờ đợi của má. Có thể ba con không yêu má, nhưng má thì yêu ba con. Con chính là đứa con của tình yêu, chứ không phải là đứa con mà không ai thừa nhận. Em à, anh đến với em trong đêm đó không phải bằng sự buông thả, mà bằng lòng thương cảm của hai đứa mình đối với nhau. Sau đêm đó là sự lãng quên suốt 20 mấy năm, bởi vì em không cho anh một chút manh mối nào để có thể tìm gặp lại nhau. Nhưng trong vô thức, anh vẫn cảm thấy hình như mình đã gửi chỗ em một góc nhỏ con tim mình. Ông trời đã cho mình gặp lại. Anh nhận ra em, nhưng anh nghĩ tất cả chỉ là quá khứ, thì hãy để cho nó ngủ yên. Không ngờ một góc con tim mà anh gửi nơi em đã không chết, mà ngày càng phát triển, cho đến lúc anh biết chúng ta có với nhau một đứa con, thì phần phát triển đó đã thành trọn vẹn một trái tim anh dành cho em. Ba xin lỗi vì không biết sự có mặt của con trên đời này. Nhưng ngay sau khi ba biết mình có con, ba đã hình dung hàng đêm con bây giờ đã ra sao, hình dáng con thế nào, thậm chí cái tên con đang mang. Ba đã nhờ thám tử truy tìm tung tích của con suốt mấy tháng nay, nhưng không ngờ con ở bên cạnh ba mà ba không hề hay biết. Không một ai trên đời này được quyền lựa chọn cha mẹ để sinh ra. Con cũng đủ lớn khôn để hiểu hoàn cảnh ra đời của mình là như thế nào. Tuy là khởi điểm của ba người chúng ta không cùng một hướng, nhưng mà bây giờ có cơ hội được sống bên nhau, con sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này đâu. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã hiểu cho ba má. Anh coi nè, con gái anh nó đẹp giống anh, nó thông minh giống anh, không có gì giống em hết á. Giống như là đẻ mướn vậy. Anh gửi nó cho em không có cái gì hết á. Em à, anh chỉ nói con cái nó lớn rồi đó. Chuyện của con với Kinh Long sao con? Con với anh Kinh Long chưa hề vượt qua giới hạn. Con chỉ nói như vậy để chọc tức anh Thơ thôi à. Lạy trời Phật, chuyện quan nghiệt đó không xảy ra. Vậy mà hồi nãy má tán nó một cái muốn xá mặt, chắc nó đau lắm á. Bây giờ để má đi xin lỗi nó nha con. Chuyện con Thơ là em gái của Kinh Long, là cái tát nó còn đau gấp ngàn lần cái tát của em. Bây giờ mình phải làm sao để cho nó chấp nhận sự thật này đây? Để con nói chuyện với anh. Con sẽ đi ra ngoài tìm anh Kinh Long. Tơ à, you
Phần của anh nè. Cái này là em mua chứ không phải em nướng. Từ à, anh, anh không thể nào chấp nhận sự thật này đâu Tơ à. Anh hai, buông em ra đi. Không, anh không buông. Anh không phải là anh hai của em. Anh là người yêu của em mà Tơ. Trong chuyện này, bản thân em và anh đều không có lỗi. Ba má chúng ta cũng không có lỗi. Nhưng mà trên đời này lại tồn tại một thứ gọi là định mệnh, làm cho con người chỉ biết chấp nhận mà không thể nào vượt qua được. Em và anh cũng vậy. Cái định mệnh hả? Anh căm thù cái định mệnh đó. Anh không thể chấp nhận được cơ à? Anh à, nếu mà càng dùng vậy thì định mệnh sẽ càng chói chặt chúng ta hơn. Anh nghe em nói đi, chúng ta không có quyền sửa đổi số mệnh, nhưng mà chúng ta vẫn có quyền làm cho nó tốt hơn mà. Số mệnh, chúng ta có thể làm gì được bây giờ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Giống như là ngày mà em còn bán khoai đó. Rồi từ đó mình coi như là anh em nha. Anh hai, bà Thơ ngồi dậy ăn miếng cháo đi nè. Làm gì mà nằm giật giữa dữ vậy trời? Cháo tôi mới nấu nè, ngon lắm nè. Ngồi dậy ăn miếng cháo đi, mới nấu đó. Mệt quá. Ăn lẹ đi cho tôi còn đi ngủ nữa. Sao tự nhiên lúc này buồn ngủ hoài? Ngon dữ lắm. Ăn đi rồi nó hết mệt chứ có gì đâu. Cái gì vậy? Gì vậy? Tôi không ăn được cháo nên tôi mới ói. Bà mắc gì bà ói? Sao kỳ quá ta, không biết nữa. Tự nhiên mắc ói phong long vậy à? Mệt dễ sợ vậy đó. Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên mắc ói ngang xương vậy à? Nè còn bà nữa, sao vậy? Sao tự nhiên mắc ói? Đừng có nói với tôi đêm qua qua nhà của anh Kinh Long rồi bị con Tơ đó đánh cho mặt xanh mặt vàng rồi mắc ói nha. Không phải. Mà cũng ngộ ghê á, ói cũng có ói nguội nữa. Sao? Bị gì? Không phải chứ bị gì? Bị cái gì mà sao cái mặt nghiêm trọng như vậy? Nói tôi nghe coi. Tôi có bầu rồi. Hả? Bà có bầu với ai? Bà đừng có nói với tôi là có bầu với Kinh Long nghe. Tôi
có bầu với bà đó. Hả? Bà mới nói gì? Bà... Tôi có bầu với bà đó. Trời đất ơi, bà Thơ. Trời chết, chết tôi cười tôi chết quá trời ơi. Bà bị cái gì vậy? Bà nghĩ sao mà tôi có bầu với bà? Trời ơi. Điên hả? Tôi xin lỗi bà, tôi hơi vô duyên, nhưng mà tôi không có nhìn được cười. Thơ, hối quá rồi mất bình tĩnh phải không? Suy nghĩ kỹ chưa hả? Suy nghĩ kỹ chưa mà nói tôi có bầu với bà hả? Làm sao mà có thể xảy ra được cái chuyện đó? Tôi có bầu với bà đó. Hả? Bà, bà mới nói gì? Bà nói thiệt hả bà Thơ? Trời, chẳng lẽ cái bữa đó tôi với bà. Trời ơi, nếu mà Thơ có bầu với tôi, có con với tôi, trời tôi vui lắm đó Thơ ơi. Tôi vui thiệt đó Thơ ơi. Tôi được làm cha rồi Thơ ơi. Tôi được làm cha rồi. Tôi nghĩ là tôi không có được chức vụ đó. Mà giờ tự nhiên tôi có được đứa con. Tôi vui lắm Thơ ơi. Tôi vui thiệt đó Thơ. Đừng có mừng vội. Bữa nào rảnh tôi đi phá. Thơ, bà nói cái gì vậy Thơ? Bà nói cái gì vậy? Tự nhiên bà đi phá là sao? Không có được phá. Tội lắm. Bà nghĩ sao mà bà phá vậy? Bà đừng có làm vậy nghe. Tội lắm đó bà. Chứ không phá bây giờ làm cái gì? Đợi tôi tí xíu đi. Để tôi suy nghĩ cái. Tôi suy nghĩ cái đã. Trời, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đi? Bà làm cái gì vậy? Trời, Thơ ơi. Thơ ơi, tôi nói nghe nè. Cuộc đời của tôi sinh ra tôi mồ côi cha, tôi không biết mặt mũi cha của tôi đâu hết. Tôi không có muốn con của tôi sau này nó không có cha không có mẹ. Thơ hiểu không? Thơ vì tôi đi, tích đức tí xíu. Nó là con của tôi đó Thơ. Nó là con của tôi đó Thơ. Nhưng mà đứa con này ngoài mong đợi của tôi giữ nó rồi tương lai của tôi sẽ như thế nào hả? Tôi biết cái điều đó. Nhưng mà Thơ ơi, Thơ phải hiểu cho tôi. Thơ biết không? Cái cảm giác của tôi bây giờ, lần đầu tiên mà tôi có đứa bé, nó là con của tôi vui lắm chứ. Thơ, chỉ cần Thơ sinh cái đứa bé ra thôi, tôi hứa với Thơ luôn, tôi sẽ ẵm con tôi đi biệt tích. Vĩnh viễn Thơ không bao giờ nhìn thấy mặt cha con tôi nữa đâu. Thơ, hứa với tôi đi Thơ. Đừng có phá đứa nhỏ mà Thơ. Thơ ơi, đừng có làm như vậy mà. Thơ, nó là con của tôi mà Thơ. Mệt quá, ra khỏi phòng đi. Tôi đã quyết định rồi. Con không đi học đâu, con muốn kiếm bà Sáu à. Ngoan, con đi học đi rồi mẹ đi kiếm bà Sáu cho con ha. Không chịu, mẹ hứa hoài mà mẹ có kiếm bà cho con đâu. Thì mình phải đi học, rồi mẹ mới có thời gian đi kiếm bà Sáu cho con ha. Không có bà Sáu kiếm ô sinh khác. Em hứa với con làm cái gì, bắt con phải đi tìm. Nhưng mà cô Bình nó thương dì Sáu dữ lắm. Nó cứ khóc đòi quà như vậy nè. Em biết sao không giờ? Con nít mà, đòi vài ngày rồi nó quên thôi. Bình, đi học đi con.
Rồi mẹ đi tìm bà Sáu cho con ha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Dạ thưa ba, con đi học. Làm sao bây giờ? Nếu như vợ mình biết hết tất cả thì phải làm sao đây? Trời ơi, có khi nào mình bị đuổi ra khỏi nhà không? Còn má mình thì đang ở đâu? Đi biệt xứ là đi đâu chứ? Má ơi, má đang ở đâu vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Em ơi, anh xin lỗi vì đã không nói sự thật cho em biết. Vì Sáu chính là mẹ của anh. Dạ, mời chị ngồi. Dạ, mời chị. Đứng đó, cho người lớn nói chuyện, không được ngồi. Dạ, chị ơi, tôi xin giới thiệu về chị. Đây là Bảo Tuấn, con trai của tôi. Ôi giời ơi, đẹp trai, giống ông ấy hồi trẻ đấy. Dạ, thưa chị, chẳng hiểu là hôm nay á, chị qua đây có chuyện chi không? Hôm nay tôi sang đây là để xin lỗi chị về cái chuyện mà hiểu lầm của chúng ta trong mấy chục năm qua ấy mà. Chị ơi, chuyện không vui á thì mình bỏ qua đi, nhắc lại làm chi? Có nhớ á, là nhờ chuyện ngày xưa. Dạ. Tôi vì chị thân thiệt như hai chị em, cùng học chung trường, cùng ngồi chung lớp nè. Có chuyện chi hay cũng kể cho nhau nghe. Dạ. Thế, tôi nhớ nha, hai đứa chúng mình nghe. Dạ. Lại rất thích đội mưa dưới hàng lồng não ấy. Rồi cùng ra bên ngự để nghe bình thơ. Mẹ, tập trung vào chuyện chính đi. Đứng yên cho mẹ nhé. Dạ. Ôi trời ơi, nhớ chuyện ngày xưa vui chị nhỉ. Dạ. Này, chị có nhớ cái chuyện mà tôi với chị đội mưa đi xem cải lương không? Dạ. Ôi trời, hồi đó hai chúng đi xem cải lương khó nhỉ. Đi phải xin phép, phải có người theo hầu của chị. Dạ. Nhắc là tôi nhớ chị. Nhớ tới cái cô Đào Hương Giang không? Dạ. Cảm ơn con. Này, tôi gặp mẹ biển đấy bà Đành Chi. Tôi quá, thấy giống Kiếm Tư, giống cái cô Đào Hương Giang lắm cơ. Bây giờ con cái là bà ấy béo. Nhưng mà bây giờ bà béo ấy, nhưng cái mồm mẹ vẫn có duyên lắm cơ. Tôi gặp cái tự nhiên là tôi bảo xin nhà. Tôi hỏi thì bà bảo không phải. Dạ. Dạ, mời chị Dung Tra. Dạ. Mẹ của biển á là cô Đào Hương Giang rồi chị. Vì tình yêu mà bỏ hát theo chồng về xứ biển, để bây giờ lưu lạc khắp nơi luôn. Mẹ! Im! Để mẹ nói chuyện con. Ai? Xin thưa với bà thế này. Hôm nay tôi sang đây. Dạ. Trước là nối lại cái tình thân của chúng mình. Dạ. Sau nữa là chính thức tôi hỏi cưới cái tơ cho thằng Tom của tôi. Không biết là chị nghĩ như thế nào? Dạ thưa chị, vì chị nói bất ngờ quá, cho nên là vấn đề ní á, cho tôi xin thời gian để suy nghĩ lại. Cái tơ là học trò của tôi, cho nên là từ bé là tôi đã xem nó là nửa đứa con của mình rồi. Thằng Tom với nó là lớn lên bên nhau, cho nên có thể xem là thanh mai trúc mã. Nếu mà hai bên nhà mình trở thành thông gia thì tôi thấy cái chuyện đó thuận tiện lắm. Dạ. Bảo Tuấn nè, con thấy răng. Dạ. Với giao tình của mẹ và bác đây thì con không có ý kiến gì ra thế. Có điều là con muốn tìm hiểu thêm tính cách của cháu Tôm rồi con mới quyết định. Tôi hiểu ý của cháu nói rồi. Nếu cháu với chị đây mà thấy ngại thằng Tom á, là đại ca trong giới giang hồ, thì
Tôi xin tuyên bố tại đây. Tâm, con đứng thẳng lên xem nào. Tôi tuyên bố là cho phép thằng Tâm rời khỏi giới giang hồ. Sampon. Dạ. Nghe dặn này, kể từ hôm nay không được gọi Tom mà anh hai hay đại ca nha. Mà chỉ được gọi là anh Tom thôi. Dạ má Tom. À, này Tơ, sang đây má bảo. Con sang đây má bảo nè. Từ bé má đã chọn con là truyền nhân của má rồi, cho nên bây giờ má chính thức giao công chuyện làm ăn của má cho con. Nào tiền cho vay nè, tiền góp nè, tiền bảo kê, một cái võ đường và hai cái phòng trà, má giao hết cho con. Như vậy không được đâu má Tôm ơi. Được mà. Sampon. Dạ. Chào chị hai đi. Dạ, em chào chị hai. Thế. Dạ thưa chị. Này, mày làm gì thế hả Tôm? Cũng con thế nào ấy. Rách việc. Đi vệ sinh đi. Để con đưa bé Tôm đi. Đi. Từ từ đã. Tôi muốn làm gì thì làm đi, anh sẽ không trả đòn đâu. Anh biết là sẽ bị tôi đánh. Sao suốt ngày kiếm chuyện phá tôi hoài vậy? Tại vì anh không muốn mất Tơ. Ngồi xuống. Để anh đứng được rồi. Tôi muốn bảo gì anh, tôi bảo đi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh, làm sao mà dám dạy bảo anh được. Anh nghe nè, từ nhỏ đến giờ tôi đã coi anh là anh trai rồi, cho nên suốt đời này anh vẫn chỉ là anh trai thôi, mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Anh hiểu không? Giờ thì anh hiểu rồi. Cho nên anh đừng có làm khó tôi nữa. Anh đừng có đưa má Tôm tới đây hỏi cưới tôi. Nếu không, từ nay về sau tôi tuyệt giao với anh, không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu. Anh hiểu rồi. Thôi anh về đây. Thưa chị, hạnh phúc mấy trưa là nằm trong tay bọn trẻ. Mình không quyết được đâu chị ơi. Để tôi hỏi ý kiến bé Tơ rồi mới trả lời chị được. Dạ, má Tôm không cần bàn chuyện cưới xin gì nữa đâu. Con đã nói rõ với anh Tôm rồi, là con chỉ xem ảnh như anh trai thôi, và con cũng sẽ không bao giờ lấy ảnh đâu. Thế cái thằng Tôm hoàng đế đâu rồi? Dạ, anh lái xe về trước rồi. Ôi trời, nó về trước rồi à? Thế thì để má về coi chừng nó. Má à, con thấy anh Tôm á như một cái cây đang trưởng thành, và cái ảnh cần là không gian rộng lớn để phát triển, chứ không phải suốt ngày cứ nép dưới bóng mát của má che chở. Má thấy không, bây giờ ảnh như một cái cây còi cọc không phát triển được. Má hãy để anh đối diện với sự thật đi má. Tao buồn quá Simon ơi, tao từ chối tao. Tao buồn lắm. Tao không biết phải sống sao nữa đây. Tao thương Tơ lắm. Tao đối xử với tao như thế. Chuẩn bị thay đồ đi, rồi xuống làm lễ kìa.
không xuống. Em bơi dơ từ nhỏ tới lớn. Không lẽ bây giờ em làm lễ nhận tộc để được có ba, có má, có anh hai, mà anh cũng không muốn chấp nhận em hả? Còn bao nhiêu ước mơ chưa thành của hai đứa mình, em đành bỏ dở sao em? Khi em đã nhận anh là anh hai thì tụi mình sẽ có những ước mơ khác. Được rồi, anh sẽ xuống từ đường với em. Nhưng từ lúc bước chân vào từ đường để nhận em làm gái, cuộc đời anh xem như đã chết. Em xuống trước đi. Con là Nguyễn Phúc Bảo Tuấn. Hôm nay kính trình các vị cao tàng tổ khảo, cao tàng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại trong tộc, vì con nhận lại đứa con gái tên là Nguyễn Phước Thị Thiên Tơ. Để nó có được cái tên trong gia phả của dòng tộc Nguyễn Phước, kính xin chư vị tổ tiên chứng giám. Con quỳ lại những mệ nội và dòng họ đi. Dạ, con chào bà nội. Con thưa ba má. Con thưa cô ba. Bây giờ lễ xong rồi, mời mọi người ra ngoài dự tiệc. Con à, đợi đây. Em ăn thêm chút nữa đi. Đẹp quá anh ha. Đẹp thiệt á. Dạ. Dạ. Chúc mừng Tơ nha. Bác hai có tới không? Má tôi hôm nay không được khỏe, nhưng mà má tôi có gửi lời hỏi thăm Tơ nữa đó. Cảm ơn bác hai giùm tôi nha. Tơ, chúc mừng Tơ nha. Số phận đã đặt chúng ta vào đúng vị trí của mình. Tôi biết là bên cạnh niềm vui thì Tơ cũng có nỗi buồn. Cảm ơn chị Muối đã chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người đã tới. Đi nha. Tôi qua đây nha. Mọi người dùng bữa đi nha. Mình đi. Dạ. Chúc mừng chị hai. Cảm ơn vì em đã tới. Nãy giờ ăn uống gì chưa? Rồi chị. Dùng bữa tự nhiên nha. Dạ. Tơ. Ê, tơ. Tới rồi hả? Chúc mừng mày nha. Cha là đẹp gái quá trời đi. Chúc mừng nha. Cảm ơn mày nhiều nha. Hình. Hình. Mày tha lỗi cho tao nha. Biển. Mày còn giận tao hả?
Từ nhỏ tới lớn, tao chưa bao giờ đánh mày. Hồi đó tao nóng quá, mày đừng giận tao nha. Từ nhỏ tới lớn, Hinh chưa bao giờ giận Biển. Chỉ có thương Biển thật nhiều thôi. Nhưng mà xưa giờ tao chỉ coi mày là một đứa em trai. Mày không được suy nghĩ lung tung, hiểu chưa? Hinh không có suy nghĩ lung tung gì hết. Có gì mà giận? Khỏe nha. Mời anh, xin mời. Hôm nay rất vui được đến đây. Tôi và ông Cẩn rất cảm ơn anh nhiều nha. Anh Cẩn ơi, anh Cẩn ơi. Thôi thôi thôi, chào mấy anh tôi đi nghe. Cứ tự nhiên. Anh Cẩn ơi. Anh Cẩn ơi. Mọi người thấy anh Cẩn đâu không? Anh Cẩn ơi. Anh ơi, anh Thịnh cần đâu không? Có chuyện gì mà cô la sồm vậy? Em mời thầy đứng ở đây. Biết chưa, đâu rồi? Anh cần cô em mố rồi. Anh cần ơi. Anh cần mố rồi. Anh cần mố rồi. Dạ khê nè. Đây. Mà ơi, mà ơi, con đã mua hẳn ăn cắt xôi cho tình làng. Mà ơi, con đã. Ok, ok, chạy, chạy. Mớ rồi, mớ rồi. Mình chứ phải mẹ cổ răng. Mà ai gặp mình cũng bỏ chạy hết thì làm răng. Con muốn lấy chồng, mà khê muốn lấy chồng. Này, mà con muốn lấy chồng, dạ khê lấy chồng, con muốn lấy chồng. Thưa má, con đi làm. À, em đi làm anh, nha. Chờ anh đi làm với. Mày ở lại đây tao nói mày chút. Thưa má, con đi. Có chuyện gì vậy má? Má có chuyện gì vậy? Mẹ con là duyên là nợ với nhau. Má thương lắm Biển ơi. Dù cho dù con nít cả nước sắp hàng trước mặt, má cũng chỉ chọn con là con của má thôi. Con cũng vậy. Con cũng sẽ chọn má là má của con mà thôi. Xạo à. Tao biết mày chọn của quyền á, là má của mày, chứ mày không chọn tao đâu. Con đã có má rồi thì về Tư làm gì có cơ hội đó. Nó cho mày ăn, nó cho mày tiền nên mày thương nó.
Nhưng mà chị Tư không thể cho con làm con của má được. Biển à. Dạ. Má ước gì này Biển, nếu mà có được kiếp sau thì má con mình cũng vẫn là má con nghe Biển. Chắc chắn như vậy mà má. Con đi làm đấy, muối nó đợi con á. Về má nhà nha. Ừ. Con đi làm. Ừ. Số điện thoại của chú Tư đâu rồi ta? Đây nè.